Dạ nhận, nhưng mà cho em xin hỏi về cái cấu hình của nó chút xíu á, tại vì em không có được biết về cái mẫu iPhone 12 mà chị nói á. Bây giờ nha, bây giờ em nói anh nghe, bây giờ anh muốn biết bây giờ ở dưới nhà mình có wifi, có mạng hay không ạ? Dạ có. Vậy bây giờ anh đánh lên Google, anh search đi là iPhone 12 Pro Max á, nó sẽ hiển thị cái dòng máy như em đã hỗ trợ cho mình anh ha. Dạ. Và anh sẽ biết cụ thể về cái điện thoại đó hơn. Thì như em đã nói với em gọi tặng cho nó khách hàng, thì nó khách hàng này được nhận điện thoại của bên em. Thì để dạ, cái mục đích là để sử dụng ra cái phần mềm của bên em á, gọi cho em ý kiến vào cuối tháng 12 anh Trung ha. Dạ. Dạ. À, chị phổ biến lại hai cái phần mềm mà chị nói quan trọng hồi nãy á cho em một lần nữa được không? Cảm phiền chị tư vấn lại giùm em ha. Anh sao em không rõ à? Cảm phiền chị tư vấn lại cái vấn đề mà hai cái ứng dụng mà bên chị ra mắt hồi nãy á, đặng em dạ có rồi, dạ rồi. Bây cái giờ sự kiện em, á. Bây giờ em nói lại, có gì mình nhớ giùm em ha. Dạ. Cái phần mềm thứ nhất là cái phần định vị GPRS toàn cầu. GPRS toàn cầu. Đúng rồi ạ. À. Giúp cho mình có thể dò đường này, định vị được vị trí bất kỳ một cá nhân nào đó qua một số điện thoại một cách dễ dàng hơn. Dạ. Thì thí dụ em nói thí dụ là anh muốn biết người thân của mình đang ở đâu á, thì anh chỉ cần nhập cái số điện thoại của người đó vào ô tìm kiếm thì lập tức cái vị trí của số thuê bao đó sẽ hiện thị trên bản đồ anh ha. Dạ. Rồi cái người đó hồi nãy chị nói là xài điện thoại của bắp 1280 nó vẫn dò được hả chị? Đúng rồi ạ. À. Cho dù là sử dụng điện thoại của bắp, không nhất thiết là phải sử dụng điện thoại iPhone và cảm ứng anh ha. Dạ. Thì mình chỉ cần tập cái điện thoại của cái người đó vào cái anh có Google và vào cái ô tìm kiếm á, thì nó sẽ hiển thị lên là cái người đó, kể cả là cái thời gian của họ ở bao lâu cũng sẽ hiển thị luôn anh ha. Dạ. Bởi vậy không biết rồi. Là cái đó nó có tích hợp trên điện thoại iPhone 12 nó chạy êm không chị? Tại vì điện thoại em xài iPhone 11 á là đang chạy trên iOS 15 á. Dạ, cái iOS 15 là sao ạ? À? Điện thoại em đang chạy trên iOS 15 á là nó cứ bị chập chờ mấy cái GPRS á. GPS dạ, gì mà, đó. Cái này iOS là của nhà điều hành mà sao là có 14 15 anh là sao ạ? Vậy là bên chị chạy hệ điều hành máy iOS máy chị. Dạ, cái iOS này là thuộc nhà điều hành của công ty anh ha. Cái này là của sự kiện của nhà điều hành iOS dạ, thuộc công ty Apple Việt Nam anh ha. Dạ, vậy số hiệu của nó là số mấy á chị? Số hiệu là sao ạ? Anh nói vậy cái số hiệu, thí dụ iOS thì nó sẽ có cái số hiệu ở đằng sau. Là 1, dạ, 2, 3. Cái này là, bây giờ là iOS là iOS thuộc công ty Apple Việt Nam anh ha. Dạ. Chứ không có cái số hiệu như mình đã nói anh ha. Apple Việt Nam hả? Apple là cái dòng iPhone trái táo chứ không phải là Apple. Dạ, em hiểu chứ, em chờ. Tại cũng dưới quê á, cũng mới giờ dùng iPhone ta cũng không biết. Dạ, và dạ, cái phần mềm thứ hai là cái phần mềm nghe gọi hoàn toàn miễn phí trong nước. Là cho dù anh gọi nội mạng hay ngoại mạng á, thì đều được miễn phí thông qua cái phần mềm của bên em. Thì dạ, cái chi phí nghe gọi này bên em sẽ hỗ trợ cho mình trong suốt 3 năm. Và dạ, đối với 5 khách hàng vinh dự này anh ha. Dạ. Dạ. Và thì mình cũng lưu ý là mình chỉ được gọi trong nước. Nếu như anh gọi ra nước ngoài thì nó vẫn tính phí bình thường anh nha. Dạ. Dạ rồi. Thì đó, hai cái phần mềm đó mình đã nắm rõ hết chưa? Còn chưa, còn cái em quý vị lấp lửng cái phần mềm thứ nhất á. Dạ, anh nói đi ạ. Cái phần mềm thứ nhất á là chị gõ hết gõ chút xíu là em có đi dự cái mình còn đi dự cái sự bây kiện gì nói, bên chị nói đó. Bây giờ em nói anh nghe nè. Bây giờ anh xài iPhone 11 đúng không? Bây giờ em nói anh ghi âm lại ha. Dạ. Không, em xài con cái điện thoại à, em nó đâu có chức năng ghi âm đâu. Mình điện thoại xài điện thoại 11 mà có ghi âm chứ anh. Nó không có ghi âm cuộc gọi á. Dạ có anh. Anh bấm vào cái phần ghi âm rồi sẽ có chứ anh. Tại không, sao không có được. Phải mình tải điện thoại dụng. iPhone 11 là phải có hết đầy đủ. Giờ bình thường mình sử dụng điện thoại iPhone 5, iPhone 6 nó cũng đã có hết cho vấn đề. 5, 6 có anh. 5, 6 thì có nhưng mà 11 rồi iOS mới đó bị xóa tính năng đó rồi. Dạ không, vẫn còn anh ha. Dạ, em biết nữa, em chạy iOS 15 á, nó bị xóa rồi. Dạ, bây giờ, giờ chị cứ nói đi. Dạ? Ừ, cái phần mềm mà gì nãy chị nói đó, quên này, chị lặp lại giùm em. Phần mềm nào ạ? Phần mềm thứ nhất á. Anh chị em đọc hai lần rồi đó, mình chưa nhớ luôn á hả? Dạ, chưa, cái đó em không hiểu, bởi mới hỏi lại. Bây giờ anh lấy giấy bút anh ghi lại giùm em đi. Dạ. Bây giờ cho em hỏi là mình có muốn nhận cái phần quà hay là không ạ? Dạ, nếu nhận. Mình nhận thì em sẽ hiểu sao của mình anh ha. Dạ nhận chị. Trời ơi, iPhone 12 mới ra đang mê muốn chết. Bên em cũng nói luôn là em gọi tặng cho những khách hàng mà bên em quay số hộn nhiên thì cái số điện thoại của mình đó được trúng thì em báo cho mình. Còn trong trường hợp anh không muốn nhận thì anh cứ nói từ chỗ để em hiểu sao mình không sao anh ha. Dạ em nhận chứ 20 mấy triệu luôn mà về đây mình bán rồi vẫn được.
nếu mình muốn bán phải sau buổi sự kiện mình mới được bán anh Trung ha, chứ không phải là mình mới nhận về mình bán liền, bên em sẽ khóa rất là từ xa anh Trung ha. Ủa cái đấy phạt khóa từ xa được nữa hả chị? Dạ đúng rồi, rồi ví dụ mà em bán vậy rồi sao chị biết em bán? Dạ sao không biết em sắp cài cái định vị chứ anh, sao không biết được? Cài định vị trong bên điện thoại em, luôn. bên em gửi tặng cho mình, bên em phải biết là mình đang sử dụng như thế nào và ở đâu chứ anh. Trời chứ nói thiệt là nãy em tính đem về em bán lại cho bạn em liền á. Như vậy là anh đâu có hiểu vấn đề của bên em đâu đúng không? Bên em gửi tặng cho mình, bên em cũng sẽ có ba cái điều khoản, hồi đấy em đã đọc cho mình nghe rồi. Chưa, nãy chị đọc lại giùm em điều khoản gì đó để em hiểu hơn chút xíu để em bán cái mất cái điện thoại nữa. Bây giờ là bên em gửi tặng cho mình là mình sẽ sử dụng và trải nghiệm hai cái phần mềm của bên em vào cuối tháng 12. Sau cái buổi sự kiện đang tổ chức đó, thì lúc đó mình muốn bán hay là muốn chơi là tùy mình anh ha. Bây giờ em gửi tặng cho mình đó, là mình phải sử dụng chứ không phải là mới gửi tặng cho mình mà mình đem mình bán không có được anh Trung nha. Rồi xin lỗi, bây xin giờ lỗi chị. Bây giờ anh muốn nhận, bây giờ đọc cho em cái địa chỉ của mình đi ạ. Em ở Trà Vinh chị. Họ tên đầy đủ của mình là gì ạ? Dạ Thành Trung. Nguyễn Thành Trung ạ? Dạ. Mà nó chị nó đóng cái tiền gì đó em quên rồi. Cái này là tiền hồi nãy em đã nói với mình là khi mình nhận được máy á thì mình sẽ đóng là 10% thuế VAT, tại cái điện thoại bên em gọi tặng cho mình có giá trị cao anh ha. Dạ. Mình sẽ đóng là 10% tương đương là 2.899.000. 2.899 cũng rẻ quá. Cái điện thoại tới 20 cái mấy này, triệu. Cái này bên em gọi tặng cho mình là hoàn toàn miễn phí, thì mình là chủ thì mình chỉ đóng là 10% thuế anh ha. Còn cái này mình mua ở ngoài với giá là trên 30 triệu mình cũng đóng tiền thuế anh ha. Bởi vì bên em gọi tặng cho mình để mình sử dụng với hai cái này là iPhone 12 Pro Max hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Mấy phiên bản mấy ghi á? 128 anh ha. Ủa 128 mình thấy thế di động nó bán tới 42 43 triệu gì lận mà ta. Cái đó là cả tiền thuế đó anh. Thế gì dữ vậy? Dạ đúng rồi. Bây giờ điện thoại bên em gọi tặng cho mình á là đã hoàn toàn miễn phí rồi, là cái điện thoại này mới ra là chỉ có 28.990.000 thôi. Mình mua ở ngoài là cũng phải trên 30 triệu. Mà chưa tính tiền thuế anh ha. Thế gì em mua 11 có thế gì đâu. Vậy là cho em hỏi là mà muốn nhận hay là không ạ? Nhận đấy, em nói nãy giờ chị em nhận nói 5-6 lần nãy giờ rồi. Mà tại sao em thấy mình không có nhu cầu để nhận hay gì mà anh cứ nói không, tại vì á, cái điện thoại đó em không biết ai biết chị giao điện thoại giả hay điện thoại gì, em phải hỏi cho kỹ chứ. Dạ, như tin như người em ta đã nói mình rồi, em gọi tặng cho mình thì mình sẽ được quyền test cái mã vạch trên kiện hàng đó trước, nó sẽ hiện thì cái dòng máy iPhone 2 Pro Max chính hãng như em đã hỗ trợ mình. Dạ, thì cái mình phiên bản mới này là mã không gì không chị? Không tưởng như bên em chưa gửi hàng cho mình mà mình chưa có nhận được mà mình đã đóng tiền thuế anh ha. Dạ, bên em gửi hàng cho mình nhận được hàng mình đóng thuế anh nha. Mã vùng của điện thoại là ở đâu chị? Còn nếu như trường hợp mà anh muốn nghi ngờ thì em mời con anh lên công ty bên em sẽ cho mình test máy tại công ty anh ha. Ôi trời ơi, công ty bên chị tới sao muốn chết rồi em lên sao được? Thì đó, như em đã nói là em đã hỗ trợ cho khách hàng hết sức, là bây giờ trong trường hợp một là nhận tại công ty, hai là bên em sẽ gọi qua đường bưu điện cho mình, thì mình cảm thấy mình nhận ở đâu tiện thì mình nhận ở đó, chứ không phải là mình chưa nhận được mình đã nghi ngờ là không biết có phải điện thoại thiệt hay là giả. Đúng không ạ? Mình chưa nhận được thì mình tại sao mình nói như vậy được? Dạ. Bên em đã hỗ trợ cho mình là cái dòng máy iPhone 12 Pro Max. Em đã nói với mình rồi là khi mình nhận được hàng thì mình sẽ quét cái mã vạch trên kiện hàng đó trước. Đúng không ạ? Nó sẽ hiển thị đúng với cái dòng máy iPhone 12 Pro Max chính hãng như ở bên em đã hỗ trợ với mình. Thì lúc đó mình mới thanh toán tiền cho bên bưu điện của nhà nước. Sau khi thanh toán xong thì mình sẽ mở ra mình kiểm tra và em là nhân viên, em sẽ hỗ trợ cho mình trong quá trình thời gian mình nhận hàng tới khi mình nhận xong anh Trung ha. Dạ. Cho em hỏi chút xíu về cái cấu hình được không chị? Là sao ạ? Cấu hình của iPhone 12 á. Đừng em biết chút xíu. Thì đó, như em đã nói, bây giờ em không có nói được với mình được. Tại vì bây giờ là cái điện thoại bây giờ anh cứ lên trên mạng search nó sẽ là hiển thị hết à. Cái điện thoại bây giờ anh chờ thấy không? Cái thời buổi bây giờ nó rất chỉ là hiện đại. Anh chỉ cần search lên điện thoại iPhone 2 Pro Max thôi, nó sẽ hiển thị cho anh là cái dòng máy như thế nào anh ha. Anh có thể tìm kiếm thêm trên đó anh nha. Không thấy nè chị, nó chỉ hiển thị ha. Bên mấy cái cửa hàng lớn thấy động đồ em vô em check thử, nó chỉ để hai cái chữ là đặt trước thôi, đặt trước hoặc đặt cọc thôi, nó chưa có hiển thị cấu hình sao? Nữa không được, không có. Anh check kiểu gì vậy? Bây giờ anh check là dòng máy anh ghi là iPhone 2 Pro Max đi, nó sẽ hiển thị đúng cái dòng máy em phải nói cho mình nha, nó có thể hiển thị màu và màu thôi, và màu thì nha. Có chứ cấu hình nhiều thì nó không có hiển thị chị ơi. Được. Nó chỉ hiển thị hai chữ đặt trước thôi, đặt cọc trước thôi, tại vì dạ, nó mới ra có. Mắt mà em mới sệt.
chị của em ấy hả? À, tên của mình là gì ta? Nguyễn Nguyễn Anh Trung đúng không ạ? Dạ dạ. Ừ, cho em hỏi gì chút xíu đi, cấu hình của iPhone 12 được không chị? Thì đó, như em đã hỗ trợ mình rồi đó anh. Bây giờ chị không, bây giờ chị hỗ trợ thêm lần nữa được không? Tại em nãy giờ chị đâu có hỗ trợ gì cấu hình đâu, chị nói gì hai cái ứng dụng gì của bên chị thôi. Thì đúng rồi, bên em thì chủ yếu bên em gọi tặng cho mình để mình sử dụng với hai cái phần mềm của bên em. Thì dạ, cái điện thoại bên em cũng đã, em đã giới thiệu cho mình nắm rồi. Thì em đã nói là cái màn hình đó là cái rộng 6.7 inch đúng không ạ? Kiểu dáng nguyên khối, cảm ứng điện dung đa điểm là hơn 300 triệu màu. Ba yeah, camera hỗ trợ cho anh có thể chụp ảnh sát phone và anh có thể mở khóa bằng gương mặt. Máy được trang bị cho mình là một kính cường lực chống trầy xước và chống nước. Thì ngoài những cái những tính năng cơ bản bây giờ em hỗ trợ cho mình. Y chang 2011 của em đang xài vậy chứ khác gì đâu, nhưng mà cái ứng dụng đặc biệt á, thì trên iPhone 12 nó có những cái ứng dụng gì để bên chị thì bán đó, dụng, tặng cho người ta không chị biết. Ứng dụng đặc biệt là hai ứng dụng em mới nói với anh là đó, là bên em mong muốn là mình sử dụng và mình trải nghiệm hai cái ứng dụng đó cho bên em. Thì sự hai cái ứng dụng bên chị thì điện thoại nào cũng có mà. Cái này điện thoại nào cũng có được. Cái định vị với cái mà gọi miễn phí cái bên cái điện thoại nào cũng có hết đó. Cái hai cái đó là cái đó quá quen thuộc rồi, nhất là cái định vị. Định vị, bây giờ em hỏi anh, em nói anh nghe nha, cái định vị đó, cái định vị anh nói là ở đâu cũng có, là anh nói em nghe là như thế nào ạ? À? Cái định vị đó trừ khi trường hợp là hai người đều sử dụng định vị mới tìm được nhau anh ha. Dạ. Còn anh sử dụng một người khác không sử dụng làm sao mà tìm được nhau được? Cái này bên em ra cái ứng dụng này là cho dù anh xài điện thoại của bên em đúng không ạ? À? Mà cái người đó anh tìm á là nó sẽ không có tài điện thoại iPhone hoặc là điện thoại cảm ứng. Cho dù điện thoại của bác nó cũng sẽ hiển thị anh lên anh ha. Dạ. Yeah. Còn cái phần nghe gọi bên em nó tài trợ cho mình trong suốt 3 năm hoàn toàn miễn phí, nội mạng cũng như ngoại mạng. Dạ. Yeah. Có ai mà, dạ đúng rồi, sẽ có ai mà tài trợ cho mình như vậy không? Dạ dạ. Ờ, bên iPhone của chị là gì ạ? Mã vùng của cái điện thoại bên chị mà gửi cho em á là mã nào hả chị? Bên em gọi hàng cho mình nó có sẽ có đầy đủ thông tin người gọi lẫn người nhận trên kệ hàng anh ha. Không, mã vùng dạ, ở trên cái điện thoại á, tại vì nhiều cái điện thoại xách tay nó sẽ có mã vùng khác. Em muốn biết mã vùng bên chị nhập về á gửi cho em là mã vùng nào à. Anh ơi, em thấy là mình không có nhập về thôi anh ơi. Phải hỏi cho rõ chứ chị. Anh ơi, em nói thì anh nghe, nếu mình không có nhận thì mình nói từ chối giùm em một cái đi ha, chứ anh nhằn lấy giờ em mệt mỏi anh quá. À. Ai biết chị nãy giờ em cũng hỏi gì. Nếu như mình không có nhận thì thôi đi, anh làm cái gì mà anh cứ lòng vòng nãy giờ mất thời gian của em quá, anh đâu có đợi anh ngồi chơi với anh đâu anh. Ủa em nãy giờ em cũng hỏi mấy cái điều ấy thôi.